Xin chào các bạn. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn hiệu chỉnh để máy in Ring 4012 có thể in được tem nhãn vải như thế này. Đầu tiên các bạn lắp tem vào. Các bạn lắp sao cho nó phải nằm bên trong con cảm biến. Đây là con cảm biến. Thì lúc đầu các bạn lắp thì nó sẽ báo lỗi power jam như thế này. Thì đầu tiên các bạn bấm power, các bạn bấm menu fit thì vào chế độ config. Các bạn tìm đến mục media, các bạn chỉnh sang chế độ continue, enter. Sau đó các bạn bấm menu power để quay lại. Sau đó các bạn bấm giữ nút Calip. Thì bây giờ nó sẽ báo cái lỗi là 203 paper empty. Để fix cái lỗi này thì các bạn mở đầu in lên. Bạn di chuyển con cảm biến sát vào bên trong. Bạn di chuyển sát vào bên trong luôn. Sau đó các bạn đưa giấy vào. Nó sẽ hơi bị lệch một xíu. Rồi, các bạn bấm Power để về chế độ Power. Sau đó các bạn bấm nút Calip. Bây giờ máy nó đang báo lỗi. Đang lỗi thì các bạn bấm Calip và bấm Power để cho máy reset lại. Sau đó các bạn bấm Power. Rồi các bạn bấm Calip. Bấm giữ nút Calip. Rồi Calip vào nữa. Sau đó các bạn di chuyển con cảm biến ra lại. Bạn di chuyển con cảm biến sao cho mình lắp giấy nó nằm bên trong cái khẩu giấy. Đây, như mình di chuyển đến đây, mình sẽ lắp giấy ở đây. Sau đó mình đóng đầu in lại. Rồi, các bạn bấm Power. Bấm Power nữa. Ok, bây giờ máy đã sẵn sàng để in. Bây giờ mình sẽ thiết kế một con tem đơn giản, mình in test thử. Không, mình đã thành công. Xin chào các bạn và chúc các bạn thành công.